Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại và chia sẻ tới quý vị những thông tin hữu ích có trong bản tin của 7 News. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết có trong bản tin. Người đàn ông lôi sình sệt đứa trẻ ra ngoài vì thấy có động đất. Lúc 10 giờ 41 phút ngày 11 tháng 2, một trận động đất mạnh 4,3 độ Richter xảy ra tại khu Nguyên Thành, thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Một đoạn video trong căn hộ tại đây đã ghi lại cảnh tượng vừa hài hước nhưng đầy tình người của người đàn ông đối với cậu con trai của ông chủ. Theo đó, vì nóng lòng muốn đưa cậu bé thoát khỏi nơi nguy hiểm một cách nhanh nhất có thể, người đàn ông đã không kịp làm gì ngoài việc cầm chân đứa trẻ tội nghiệp chạy ra cửa khi đứa bé vẫn đang cầm điện thoại chơi mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Theo lời kể của anh Dạ, người đàn ông trong đoạn clip, anh là nhân viên của cửa hàng, còn đứa trẻ được bế là con của chủ. Do lo lắng động đất bất ngờ nên anh đã bế đứa trẻ chạy ra ngoài trong tiềm thức. Cũng theo anh Dạ, khi chạy ra ngoài, chiếc điện thoại trên tay cháu bé bị va đập nên vỡ mặt kính, còn cháu bé không hề hấn gì sau sự việc. Công an điều tra vụ nổ lớn bất thường xảy ra trên cầu giáp khu dân cư. Chiều ngày 13 tháng 2, một lãnh đạo phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa cho biết tối ngày 12 tháng 2, trên địa bàn xảy ra một tiếng nổ lớn trên cây cầu gần khu dân cư sinh sống. Ngay sau đó, công an phường, công an thành phố Thanh Hóa và cả phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cũng theo vị lãnh đạo phường An Hưng, vụ nổ không làm ảnh hưởng lớn đến cây cầu. Tuy nhiên, người dân rất lo lắng và suy đoán có thể vụ nổ cảnh cáo một người dân nào đó sống gần cây cầu có liên quan hay do ai đó nghịch ngợm gây ra vụ nổ. Nguyên nhân cụ thể sẽ sớm được cơ quan công bố. Theo chính quyền phường An Hưng, vụ nổ lớn xảy ra vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 12 tháng 2 trên cây cầu nối hai phố Nam Sơn và Tây Sơn. Ngay sau đó, sự việc đã được thông báo tới cơ quan chức năng. Tiếng nổ lớn bề mặt cầu hư hỏng nhẹ, đường kính mặt bê tông bị bong tróc khoảng 30 cm. Ngoài ra, tiếng nổ cũng khiến một nhà dân bị rơi vỡ bóng điện. Bước đầu, người dân sống gần vụ nổ cho hay, camera an ninh thời điểm xảy ra tiếng nổ cho thấy một bóng người xuất hiện và đặt một thứ gì đó xuống cây cầu. Sau khi người này rời đi khoảng 20 giây thì xuất hiện tiếng nổ lớn tại đây. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ. Tài xế ô tô hoảng hồn khi hai em nhỏ chạy xông ra đường. Một tài xế ô tô vừa chia sẻ đoạn clip trích xuất từ camera hành trình, mục đích để cộng đồng mạng xem được tình huống nguy hiểm và vẫn thường xảy ra như trong clip, sau đó giáo dục lại những quy tắc an toàn giao thông cho con em của mình. Sự việc cụ thể, khi ô tô gắn camera đi vào con đường bê tông dẫn vào làng, dù trước đó hai bên đường đều có các em học sinh đang đạp xe về nhà, nhưng đều chạy rất trật tự. Thế nhưng đến đoạn một ngôi đình, hai bé trai khoảng chừng học lớp 3, lớp 4 bất ngờ xông ra, khiến tài xế ô tô phải hốt hoảng đánh tay lái lách sang trái. May mắn sau đó, nam tài xế đã lấy lại được tốc độ. Hai cậu bé cũng dừng lại kịp trước khi lao ra ngoài đầu xe, nên may mắn thoát nạn. Dưới đây là một số bình luận được nhiều tương tác từ người xem. Hết chó mèo, gà vịt, giờ đến con nít xông ra đường bất chợt. Tội mấy bác tài, tránh không kịp là toang. Phụ huynh nên trông coi con của mình, nhiều khi mấy bé còn nhỏ chưa ý thức được nguy hiểm nên ba mẹ chịu khó truyền đạt thông tin cho con. Sợ mấy đứa con nít lắm, có đợt hai bé trai kia cũng lớn rồi mà chạy đuổi nhau xông ra đường, mình thắng gấp ngã xe, vậy mà còn bị người nhà hai đứa ra mắng. Rà soát giấy phép bay của các hãng hàng không. Theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng không thực hiện rà soát giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không với các hãng hàng không chở khách thương mại. Giấy phép kinh doanh hàng không chung với các doanh nghiệp kinh doanh chở khách du lịch, chuyên cơ nhằm đảm bảo các doanh nghiệp được cấp giấy phép tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Cục Hàng không báo cáo bằng văn bản về Bộ trước ngày 8 tháng 3 năm 2023. Theo Cục Hàng không, hiện Việt Nam có 6 hãng hàng không thương mại đang khai thác, bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vietjet Airlines, Bamboo Airways, Vasco, Viettravel Airlines. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh hàng không chung như Hải Âu, Hành Tinh Xanh, Ngôi Sao Việt, Bầu Trời Xanh, Sun Air, Bay Việt. Các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác tổng cộng 249 máy bay các loại. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu theo số lượng máy bay khai thác. Nếu dưới 10 máy bay, vốn tối thiểu 300 tỷ đồng, từ 11 đến 30 máy bay, vốn tối thiểu 600 tỷ đồng.
từ 31 máy bay trở lên, vốn tối thiểu 700 tỷ đồng. Với kinh doanh hàng không chung, doanh nghiệp phải có vốn tối thiểu 100 tỷ đồng. Va chạm xe bồn, hai phụ nữ trẻ thương vong. Vào khoảng 10 giờ ngày 13 tháng 2, trên quốc lộ 19C, đoạn qua địa bàn thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, huyện Tuy Phước, Bình Định, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm hai cô gái trẻ thương vong. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị H, 30 tuổi, tỉnh Gia Lai, đang lái xe máy chở chị S, 27 tuổi, ở Bình Định, va chạm với chiếc xe bồn, lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả chị S tử vong ngay tại chỗ, còn chị H bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, phối hợp cùng với công an xã Phước An để xử lý vụ việc. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam không có chuyện giải cứu trứng gà. Cụ thể, chiều ngày 13 tháng 2, xung quanh thông tin giá trứng gà giảm sâu, thậm chí đã xuất hiện nhiều điểm giải cứu. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam khẳng định, đúng là từ đầu năm 2023, giá trứng có giảm một chút nhưng không đến nỗi rẻ như thông tin xuất hiện trên các trang mạng xã hội những ngày qua. Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, năm 2022, trứng là một trong những mặt hàng có mức giá tương đối tốt, đảm bảo lợi nhuận khá cho người chăn nuôi. Bước sang đầu năm 2023, giá trứng có giảm so với đợt cuối năm 2022, nhưng vẫn đảm bảo nông dân bán ra có lời. Ngày hôm nay, giá trứng gà hiện đang dao động trong khoảng 1.800 đến 2.000 đồng trên quả. Mức giá này vẫn đảm bảo nông dân có lời, ông Sơn khẳng định. Mấy ngày qua, trên các diễn đàn mạng xã hội đang hot với thông tin nhiều tài khoản Facebook rao bán trứng gà với giá rẻ, thậm chí đăng ảnh treo băng rôn giải cứu trứng cho người chăn nuôi. Khi các tài khoản Facebook đăng thông tin bán trứng gà giá rẻ, treo băng rôn giải cứu trứng cho người nông dân trên mạng xã hội thì đã nhận được rất nhiều lượt bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng, đa phần đều hỏi thông tin và đặt mua. Nhiều người đặt mua số lượng lớn, từ vài chục đến vài trăm quả. Một thương lái cũng tiết lộ, thực chất thông tin họ đưa lên chủ yếu để câu khách nhằm bán trứng với số lượng lớn. Hà Nội bác thông tin dừng tuyển sinh lớp 10 hệ song bằng. Sau khi một số báo đăng thông tin năm học 2023-2024, trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam không tuyển sinh lớp 10 hệ song bằng. Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, lên tiếng khẳng định thông tin này là không chính xác. Đại diện lãnh đạo trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam cũng chia sẻ, nhà trường đang chờ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về việc gia hạn đề án thực hiện chương trình song bằng tú tài nên chưa công bố kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh cho hệ này. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đang đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt đề án thực hiện chương trình đào tạo song bằng tú tài Việt Nam và tú tài Anh Quốc cấp trung học phổ thông cho những năm tiếp theo, mở rộng quy mô lớp song bằng tại hai trường trung học phổ thông là chuyên Hà Nội Amsterdam và Chu Văn An. Trước đó, tháng 1 năm 2023, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết giai đoạn triển khai thí điểm chương trình song bằng và nhận được nhiều phản ứng tích cực. Theo báo cáo, các học sinh tham gia đề án được đánh giá cao về mặt bằng chung kiến thức và năng lực tiếng Anh, tư duy và kỹ năng. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội khẳng định sẽ đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố kéo dài đề án đang triển khai tại hai trường trung học phổ thông này. Đồng thời, Sở cũng nghiên cứu tính khả thi của việc mở rộng mô hình đào tạo song bằng tại một số trường học có điều kiện trên địa bàn thành phố. Cô gái 26 tuổi, cao vỏn vẹn 60cm, nghe người bố giải thích nguyên nhân ai cũng xót xa. Thái Thị Hà Vi sinh năm 1997 ở thành phố Pleiku, Gia Lai. Hà Vi 26 tuổi là con gái thứ ba trong gia đình có 4 chị em, 3 gái 1 trai. Cô nàng sở hữu ngoại hình khá đặc biệt khiến hai lần đầu gặp gỡ cũng phải thốt lên hai từ thương cảm. Bé đã gần 30 mà ngoại hình y như một đứa trẻ vài tháng tuổi. Bố của Hà Vi cho biết, vợ chồng sinh được 4 đứa con, duy nhất Hà Vi nhỏ nhắn như vậy. Sở dĩ là bởi thời điểm trước khi vợ mang thai con bé, tôi đi rừng Lào, Campuchia đốn cây. Ở đó, tôi cùng một anh đồng nghiệp lấy nước suối nấu cơm để ăn. Tôi nhớ nồi cơm nấu xong, hạt gạo chuyển từ trắng thành tím, nhưng không ai biết rằng nguồn nước có vấn đề nên cứ thế mà ăn. Sau đó chúng tôi trở về nhà và cả hai vợ cùng có thai. Ngày vợ tôi trở dạ, con bé chào đời, chân tay ngắn tuổn, trông kỳ lạ, không giống như hai đứa con gái đầu. Vợ chồng tôi động viên con mới đẻ nên xấu xí là chuyện đương nhiên. Đến khi vợ ông bạn của tôi đẻ con không có tay chân, chúng tôi mới biết hai đứa trẻ đã nhiễm chất độc dioxin.
bác sĩ cũng nhận định như thế. Biết con có vấn đề về sức khỏe, cộng với việc con của người bạn chỉ sống được 3 năm, bố mẹ Hà Vi đã tự động viên nhau cố gắng nuôi con, đến bao giờ hết duyên thì thôi. May mắn, đứa trẻ ấy đã vượt qua mọi bệnh tật và khó khăn để ở bên gia đình đến ngày hôm nay. Giờ Hà Vi chỉ cao khoảng 60cm, chưa đến đầu gối của người đàn ông trưởng thành. Cơ thể con bé cũng không cân đối, đầu to, chân tay ngắn, vì thế không ít người nhìn thấy lần đầu sẽ cảm thấy sợ hãi. Dẫu vậy con bé sống tình cảm và biết yêu thương mọi người. Nó thường thủ thỉ với vợ chồng tôi rằng con yêu bố mẹ nhất, con sẽ ở như vậy để chăm sóc bố mẹ cả đời. Bố của Hà Vi vui vẻ nói, hiện bố mẹ Hà Vi sinh sống bằng nghề làm thuê làm mướn với mức thu nhập ít ỏi. Hơn nữa, bố cô nàng còn gặp tai nạn khi lao động, vì thế cuộc sống khó khăn ngày càng bộn bề lo toan hơn. Trồng cây thàng mát trên đường lên bán đảo Sơn Trà. Trung tâm Công nghệ Sinh học, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng hôm 13 tháng 2 bàn giao 300 cây thàng mát giống cao gần 1 mét cho Chi cục Kiểm lâm Sơn Trà. Số cây này sẽ trồng trên tuyến đường Hoàng Sa, đoạn qua Hồ Xanh dẫn lên bán đảo. Thàng mát còn có tên gọi khác là mát bát, thăng múc, vuốt cá, trổ hoa tím ngắt tại nhiều cánh rừng trên bán đảo Sơn Trà mỗi dịp tháng 5. Tiến sĩ Nguyễn Quyết, trưởng phòng khoa học ứng dụng, Trung tâm Công nghệ Sinh học cho biết, sau khoảng 5 năm, nếu chăm sóc tốt, cây thàng mát có thể cao khoảng 4-5 mét và bắt đầu ra hoa. Thàng mát là cây bản địa của bán đảo Sơn Trà, có thể thay thế cho các loài cây khác trồng tại công viên, đường phố, thích nghi với môi trường ở địa phương và tạo nét đặc trưng riêng cho thành phố Đà Nẵng. Tiến sĩ Quyết nói, các kỹ sư đã nghiên cứu tài liệu 40 loài đi thực tế trong nhiều tháng ở rừng Sơn Trà để điều tra thực địa và tìm được 8 loài cây phù hợp trồng ở công viên, đường phố, từ đó nhân giống bằng dâm hom và gieo hạt. Sau 1 năm tuyển chọn, đến nay, Trung tâm Công nghệ Sinh học đã nhân giống được 4 loài gồm thàng mát, gan cao, thành ngạnh và dành dành trung bộ. Các loài cây này đều cho hoa đẹp mắt, không có độc tố. Riêng thàng mát, gan cao và thành ngạnh đã được trồng thực nghiệm tại một số công viên. Riêng cây thàng mát được chọn trồng tại đường lên Sơn Trà nhằm tạo ra con đường hoa đặc trưng đầu tiên của thành phố. Nga xây đường ống nước 200 km đến Donbass. Bộ Quốc phòng Nga triển khai hơn 2.600 chuyên gia để xây dựng hệ thống cung cấp nước ngọt dài 200 km kết nối từ tỉnh Rostov đến vùng Donbass. Các chuyên gia công binh và hơn 1.000 thiết bị đang làm việc suốt ngày đêm để xây dựng đường ống nước quy mô lớn kết nối tỉnh Rostov với vùng Donbass. Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo cho biết, hệ thống này gồm 2 tuyến, mỗi tuyến dài 200 km chạy qua Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng với điểm cuối ở kênh đào Siversky Donetsk-Donbass. Nga cũng sẽ xây dựng các trạm bơm, hệ thống điện và cơ sở dự trữ nước để đường ống có thể cung cấp 300.000 mét khối nước mỗi ngày. Quá trình xây dựng dự kiến hoàn tất trong mùa xuân. Đường ống sẽ giúp bảo đảm nguồn cung cho kênh đào Siversky Donetsk, cung cấp nước sạch cho nhiều khu dân cư tại Donbass. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Donbass, khu vực gồm hai tỉnh Lugansk và Donetsk là nơi đang chứng kiến giao tranh dữ dội giữa Nga và Ukraine. Đây được coi là chiến trường định đoạt tương lai chiến dịch quân sự của Nga. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai.